sau khi đã chơi Tết xong rồi thì chúng tôi khuyên là chậm nhất là bà con chơi đến 15 tháng Giêng, không được quá 15 tháng Giêng, còn quá mùng 10 tháng Giêng là bắt đầu tốt hơn, thì bà con sẽ nhanh chóng tỉa đau, tỉa hết những cái cành đã mang hoa và vặt hết những cái nụ hoa, những cái phần mà còn lại của cái kết trái của hoa đấy, để cho nó không bị phú dinh dưỡng mà nó làm chậm cái quá trình biến chuyển sinh hóa đi, và tạo tán thật đẹp, và phun xịt một vài thuốc khử trùng, làm gọi là rửa cái bay cho nó sạch để nó hết mầm bệnh và hết trứng ruộng, hết trứng sâu. Thì như vậy khi chúng nó nảy mầm nó sớm hơn và nó không bị ảnh hưởng. Và ở dưới gốc thì bà con lại nhanh chóng bón thêm phân hữu cơ, mà những phân hữu cơ thuộc hoai mục, phân hữu cơ chất lượng cao, rồi những phân NPK mà tốt nhất là NPK loại 20-10-10 hoặc là 30-10-10. Đấy là những loại mà nó ảnh hưởng tốt tới phục hồi rễ và cho cả trên cành lá phía trên nữa. Và sau khi khi bắt đầu nó nảy mầm ra lá rồi thì bà con lại chú ý những loại côn trùng chích hút, lúc này nó đang tấn công nhiều rất nhiều, thì chúng ta phải chú ý, nếu có ngay chúng ta phải xịt sớm để nó không làm ảnh hưởng tới lá. Và trong quá trình chăm sóc ban đầu ấy, thì bà con cũng lại xịt thêm phân lá để cho cái sinh khối của lá nó tốt hơn, nó là tạo một cái tiềm năng cho những vụ tới. Còn kia thì chúng ta sẽ định kỳ chúng ta bón 20 năm, hoặc là chúng ta giai đoạn mà chúng ta muốn kích thích cho nó hoa nó thành nhành mầm thì chúng ta phải thêm lân, thêm kali nhiều. Đó thì là một vài cái đặc điểm như thế. Chúng ta chú ý là phục hồi sức khỏe của đất, phục hồi cành lá rễ, thì chúng ta bón với NPK với tỷ lệ là 30-10-10 hoặc là theo tỷ lệ là 3-2-1 hoặc là 3-1-1 20-15, ví dụ như thế, thì nó sẽ có tỷ lệ là ưu tiên đạm lân, đạm cao hơn lân, và lân thì cao hơn kali, thì như vậy đó. Nhưng mà đặc biệt phải có bón phân dưới gốc là bón phân hữu cơ để nó phục hồi bộ rễ và phục hồi đồ màu mỡ cho đất,